Chào các bạn, TV An Samsung các bạn ạ. Con này như là 42 inch. Khách nói là tiếng thì nó oang oang nhưng mà chả nhìn thấy hình gì. Mình có hỏi là nó đen xì hay là nó tưng tưng, thì nó bảo là màn hình nó chả thấy cái gì cả, như là không có bật ấy. Nên là chắc là trên LED. Chứ nếu mà nó cứ tưng tưng rung rung thì thôi mình cũng chẳng nhận nhé các bạn nhé. Nên cái video chúng ta sẽ tham khảo này. Bây giờ mình sẽ bật on nhé. Ơ, nó đang bật rồi hay sao nhỉ? À, chưa, đang tắt. On này. Có đèn báo ở dưới rồi nhá. Đây nó có lên gì không? Chắc là phải đã on đằng sau. Mình vẫn on nhá. Đã on. Thế nó có lên được cái gì không? Đó, có cái bóng bóng An Sanzo rồi. Đó, như vậy là nét lỗi nha. Đây là những cái ban rất rất nhiều. Mình thích nét lỗi như này thì mình sẽ sửa được. Chứ nó cứ tưng 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 thì thôi mình bảo là mình không nhận. Bỏ thôi. Hoặc là thợ hoặc người ta đem đi thay màn. Như những cái đầu TV rẻ này nó chả ăn thua đâu các bạn ạ. Giờ mình đang có 2-3 cái An Sanzo như này, khách cho mình hỏng em hỏng màn hay là họ mua TV khác. TV này của một cụ bà, tức là người cha, à quên, người con trai đi sửa cho mẹ nhá. Đấy, bo của nó đấy. Chúng ta đây con chip vi xử lý Robert xíu này nhá các bạn nhá. Nó như là cái bo đa năng ngày xưa để nắp cho màn hình monitor ấy. Đây là cụm nguồn, không có PFC lưng áp riêng gì đâu các bạn nhé. Nguồn này nó tạo ra hai mức nguồn, một nguồn là 12V cho âm thanh, cho vi xử lý, cho màn hình các thứ ấy. Một mức nguồn nữa cao hơn thì nó cấp cho mạch drive và led. Mạch drive và led trong thằng này nó luôn ở chế độ lưng áp nhé. Còn L lưng áp này nó sẽ ra đây này. Và con này thì mình đoán thì 90% là hỏng led. Đấy, 100% đi. Và mình cũng chẳng có led nào đâu, nhưng mà mình có led đa năng. Mình và bạn thợ hay là mua 50-100 thanh bo led đa năng dành thay cho những cái dòng TV rẻ tiền này nha mọi người nhé. Và như mọi người đây là cái cáp ra led nhá. Còn đây là ra âm thanh này, tí nữa IC âm thanh cho này nhá. Đây là nguồn vào này, nó toàn đổ keo này, phải cạy mãi mới ra được các bạn ạ. Và nhiều người nói thì đấy, có một cái nhiều bạn thợ không hiểu ấy, là đôi khi là như này này. À, tổng cộng là led của nó là 40 con. Thì là bây giờ mà ta lắp lên 41, 42 hoặc là 45 con thì là nó sẽ led, nó sẽ điện áp nó sẽ giải cho led nhỏ hơn thì là đôi khi là nó sẽ bền hơn. Nhưng chúng ta mình đừng, các bạn đừng có nghĩ như thế nhá. Mạch nó là mạch thiết kế theo kiểu ổn định dòng. Do đó mà chúng ta có tăng led lên hoặc chúng ta giảm led đi thì mạch nó cũng tự động nó thay đổi, bởi nó luôn rơi, nó lấy cái điện áp rơi trên con điện áp điện trở ấy để về thay đổi cái dòng ăn. Do đó mà chúng ta lưng lên thì nó cũng lưng áp lên, chúng ta hạ đi nó hạ đi nha mọi người nhé. Và mình đã có những video can thiệp vào led, vào mạch drive và led để sao cho nó led nó bền rồi. Mình đã có rất nhiều video trên cái kênh này rồi nhé. Và thực tế là mình có sửa led, thay nhân led thôi, nhưng mình có lựa chọn này, lựa chọn led này, hoặc là mình thay đo đang này, hoặc mình làm lằng nhằng với led thì nó cũng rất là bền. Thực tế là ít bị bảo hành lại led lắm các bạn ạ, bởi vì mình hiểu được cái bản chất của nó để mình làm sao biến tấu nó, làm sao cho nó tăng được cái độ bền cho khách các bạn nhé. Và cái khéo léo để tháo ra để thay nét ấy, đó chính là chúng ta phải cẩn thận, không thì tháo ra lại vỡ màn của khách nha mọi người nhá. Kể cả nhiều thợ mình cũng thế, là nắp ốc sai vị trí, ốc nó xiên nó sâu xuống quá thì là nó cắn vào panel, thế là hỏng cả panel luôn. Nên chúng ta phải cẩn thận tháo từng con ra, chúng ta phải nhìn nhận xem nó như nào nhá mọi người nhá. Cái này thì mình không quay được từ đầu đến cuối cho mọi người được, mình chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm mà mình đang làm kiếm tiền. Cho bạn nào thích xem thì xem cho tham khảo thôi nha các bạn nhá. Bây giờ tạm dừng để bắt đầu tháo panel nó ra. Ông Asaro này, model này sử dụng đèn của Innolux này. Theo các bạn thợ của mình ý, thì cái đèn hình này là đèn hình bền nhá. Bởi vì chúng ta thấy có rất nhiều táp này, chiên hai bên luôn, kết nối với nhau này. Và nó có cả táp tai sao nhỉ? Đúng rồi, đây. Có cả tắp tai này, ghê gớm chưa? Thế một cái TV này chắc là đắt nhất là cái đèn hình các bạn ạ. Thôi nhấc nó lên thôi, và chúng ta sẽ để ý nhá, khi mình sửa xong ấy, lúc nào mình lắp ấy, kiểu gì mình cũng lấy giấy vệ sinh này, mình sẽ lau sạch cái này đi, bởi vì cái bẩn này đến lồng bẩm nó sẽ tích nước, nó tích nước mà khách bật điện lên là nó chập, sẽ cháy, sẽ hỏng màn nhá các bạn ạ. Đôi khi sửa chữa này, đôi khi tháo ra, nếu mà sửa nguồn thì mình cũng chả tháo ra mình lau đâu. Chẳng qua là thay nét thì động đến cái nó thì xử lý luôn cho người ta, tăng được cái độ bền cho người ta các bạn ạ.
Nó có những cái băng dính đen này, dán ở đây, ở đây, ở bên kia nhá. Thì mình đã cạy nó ra, nhấc lên ok. Nhưng mà cái lẹt từ điểm này đến điểm này đang bị dán băng dính hai mặt phía dưới đáy. Nên lớp này nhấc lên không nhấc được. Nên cái giải pháp thì đây, cái này nhá. Trong TV Samsung, à trong nguồn adapter Samsung hay sao ấy. Lượng dưới. Rồi cắt. Các bạn ạ. Nó dán phía trên các bạn ạ, nó dán dưới gầm ấy, không cạy lên được đâu. Đây này, vì mình đang làm không để có máy quay tay quay được này, chúng ta cứ lựa đây này là sẽ cắt hết cái băng dính ở đấy nhá. Ngày nay mình chưa thay cái led máy chằn viền bao giờ. Máy chằn viền thì luôn dây dán như này. Có lẽ máy chằn viền đến mình thì mình cũng không nhận nhận đâu, bởi mình không chuyên và mình không có keo để dán lại các bạn nhá. Mấy ông thợ mình ngày xưa chả có keo dán của những cái màn chằn viền ấy, thay led xong bắt đầu là những cái này thì nó không phải chằn viền, nó có cái đỡ nhựa đỡ đây này, đỡ xung quanh ấy. Thì bắt đầu là dùng silicon dán để khô các bạn ạ. Nhưng bây giờ thì keo đầy rồi nhá. Đấy, mình cắt hết đây để cho nó tách cái keo hai mặt ở phía dưới thì mình nhấc màn lên được các bạn ạ. Nói chung là lằng nhằng phết. Cho mọi người tham khảo nó 3 thanh led nhá. 1 2 3 này. Và led này mình tưởng là led sang 9V. 9V thì mình lại phải phá một con Asanzo 40 inch chiết màn ra mình đấy lại, nhưng mà led sáng 3V nhá. Mình dùng đồng hồ mình đo mình biết là sáng 3V. Và đây này, mình sẽ đang lấy 3 cái thanh led mới này ra để bắt đầu mình sẽ thay cho nó này. Mọi người nhá. Led này mình mua nhiều lắm đây này. Chắc phải còn vài chục thanh nữa. Đấy, toàn nó đấy các bạn ạ. Thay cho Samsung, thay cho TV tàu, đây gọi là TV tàu đi. Ok. Nhá, thì chúng ta sẽ nhìn này. 1 2 3 4 5 6 7 con nhá. Thì cái led này ấy là dành cho 40 và 42. Và 43 cũng được, do đó mà mình sẽ cắt bỏ một con đi nhá, thừa một con này. Mình sẽ cắt bỏ một con đi. Và tất nhiên là cái khoảng cách của nó gần ở bằng luôn ấy, chuẩn luôn này các bạn. Nếu mà lệch thì đục lỗ rộng ra nhá. Đó là độ 3 thanh led này vào. Đấu lối tiếp nhau hết nhá, nó là lối tiếp nhau hết đấy các bạn ạ. Nó đây là dây ra nên bo A này, nó chỉ 2 dây thôi. Chúng đấu lối tiếp nhau thôi. Và chúng ta phải đấu làm sao cho nó đúng chứ đấu ngược nó chạy nhá mọi người nhá. Đấy, led đa năng đấy, phục vụ mình và các bạn thợ dùng rất nhiều. Mua cũng rẻ mà, mình chẳng nhớ nữa, lâu lắm rồi, mua lâu rồi. Mua hàng gần 2 năm rồi các bạn ạ. Vít tự khoan này, phải khoan một vài lỗ nhá. Để bắt cho nó lẹp cái nhôm này xuống cái vỏ sắt cho nó tản nhiệt các bạn ạ. Cũng là giữ cố định nó. Thì khi khoan đấy thì là cái thanh đồng này nó sẽ chạm. Thì bắt đầu là dùng cái dao rạch giấy này nữa ra một tí rồi cắt. Đây là như con này mình đang làm đây. Đó, mình sẽ lôi này nha. Cái lỗ này ok rồi thì là nó có cái đồng nó không vòng nó có thừa đây này. Nhưng cái này khoan này sẽ bị chập nhá, nên mình phải làm cách điện nhá. Kể cả cái chỗ này đấy, mình có hàn ở đây bởi mình cắt bỏ một con rồi đi mà, mình cắt bỏ một con đi. Thì nó dùng silicon 74 dán một phát ở đây để chống ẩm, chống thở ẩm thấp, không thì nó sẽ phóng điện từ đây ra vỏ thì lại xảy ra lỗi nhá. Nên đôi khi phải nhìn xa trông rộng đấy các bạn ạ. Tuy là độ chế thôi nhưng cũng phải nhìn xa trông rộng để tăng được cái độ bền nhá mọi người nhá. Nguồn dương ra led vào chân này nhá. Đi từ dương sang âm của nó. Sau đó đi vào dương này, đi từ dương sang âm của nó, nối tiếp nhau mà, đi vào chân này và đi từ dương sang âm thế là về âm nhá. Vào đây, đó. Đây, những cái vị trí vết thương cắt mổ đã dùng keo 704 bịt vết thương lại để chống ẩm thấp các bạn nhá. Rồi bây giờ lắp hoàn thiện, sau đó là tìm cách giảm dòng xuống một chút nữa thì nó mới bền được các bạn ạ. Cũng thử cái xem nó có sáng không chứ. Power đây này. Power này. Đấy, đã power được rồi nha, chờ một tí nó mới khởi động. Úi trời ơi, ui nó đã sáng các bạn ạ. Ngon. Mà chả cần giảm dòng, cứ để như này nó cũng chạy được dài các bạn ạ. Đó, ok nhá, cũng chỉ xé qua một chút, lệch một chút như này thôi. Chả vấn đề gì nha. Ngon. Chưa lắp hoàn thiện đâu, bây giờ test thử xem nó lên màn ok không nhá. Mình ấn on này.
Bấm phím bấm hơi khó. Được rồi đấy các bạn ạ, xem cái dòng ăn là được. Đó, đã lên ok nhá. Đang cổng HDMI 1 mọi người ạ. Ngon nhá. Con này mình sẽ không can thiệp giảm dòng LED gì, bởi vì mình đã thay toàn bộ là LED mới để xem độ bền nó như thế nào, để tí nữa cho lên hoàn thiện lên mình thử xem một cài đặt xem có giảm được độ sáng một chút xuống một chút không, để tăng được cái độ bền cho người ta. TV này cho một cái bà cụ dùng mà các bạn nhé. Họ lắp hoàn thiện thôi. Mình đã lắp hoàn thiện này nhưng mà không có một cài đặt ấy đâu các bạn ạ. Nó có, mình không có điều khiển của nó. Nó không có cái cài đặt sáng tối gì đâu. Đây là độ sáng của ảnh thôi chứ không phải sáng nền nền nhá. Mình có tìm thử hết rồi, không thể có. Nhưng mà thôi, phải vào service mới chỉnh được ấy. Nhưng mà thôi cứ kệ. Để xem cái LED đa năng này cho con TV này nó thọ được bao lâu mọi người nhá. Mình nghĩ là sẽ là bền đấy, bởi vì bạn thợ của mình cũng đã mua cái bo. Mua, thực ra bọn mình toàn là mua chung nhau thôi. Cứ người này mua sau này giới thiệu người kia thì và bạn thợ, mấy ông bạn thợ mình thay rất là nhiều, mình thay ít nhưng mà thay vẫn ok, không vấn đề gì cả. Nên con này mình không giảm dòng gì cả, mình để nguyên thế. Bởi vì bản chất ấy là mình đã thay đủ cái dải LED 3V, bao nhiêu con LED là mình thay sạch rồi nhá mọi người nhá. Như vậy là sửa một chiếc TV mà hỏng LED ấy thì chúng ta chỉ cần đòi hỏi cái sự khéo tay thôi, tỉ mỉ thôi, chứ chúng ta không làm ẩu được. Và linh kiện thì mua trên thị trường rất là dễ. Có thể là các bạn mà là người dùng thì cũng có thể tự trải nghiệm thay được, nếu mà chúng ta có tính tỉ mỉ và cẩn thận nhé mọi người nhé. Còn đâu mình cũng không chịu trách nhiệm là khi các bạn mà cẩu thả mà làm vỡ màn hình của khách đâu nhé. Còn video thì đến đây là kết thúc. Chào các bạn.